Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên X Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay. Những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất sẽ có cho Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 29 tháng 7 nhé. Tin tức đầu tiên có trong ngày hôm nay, sau thông tin Lương Minh Trang đã ly hôn với chồng của mình là Vinh Dâu sau 6 năm gắn bó thì mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn cho rằng nguyên nhân cặp đôi này ly hôn là do nữ ca sĩ đã cắm sừng chồng. Từng là cặp đôi được yêu quý trên mạng xã hội cho đến sóng truyền hình, việc cả hai tan vỡ thì đã khiến cho nhiều người không khỏi tiếc nuối và tìm hiểu nguyên nhân đằng sau của nó là gì. Và ngay sau khi những thông tin về cặp đôi này xuất hiện, một cư dân mạng đã soi ra bằng chứng nữ ca sĩ đã đeo đồng hồ đôi với một bạn khác giới và nghi ngờ cô đã cắm sừng Vinh Dâu nên cả hai mới chia tay như vậy. Cho đến trưa ngày hôm nay 29 tháng 7, Lương Minh Trang đã chính thức lên tiếng phân trần và bày tỏ thái độ bức xúc. Trên trang cá nhân của mình, cô đã biết rằng hôm qua là một đêm trắng đêm, ngồi đọc bình luận và cười sặc sụa vì những lý do chia tay hoang đường mà một số bạn đã nghĩ ra. Tôi ngay lập tức chỉ muốn thả ha ha vào những bình luận đó. Và đồng thời, Lương Minh Trang cũng thể hiện cô đã rất thoải mái khi nhắc về cuộc hôn nhân 6 năm vừa tan vỡ. Trước đó thì nữ ca sĩ cũng cho biết cô chỉ mang đồng hồ đôi với bạn thân chứ không phải là tình mới như là lời mà cư dân mạng đang suy đoán. Sau đó ít lâu thì Lương Minh Trang cũng đã bất ngờ đăng đàn bóng gió tố rằng chồng cũ chặn Facebook của cô và nói một đằng nhưng làm một nẻo. Cụ thể, chia sẻ trên story cá nhân vào chiều ngày 29 tháng 7, Lương Minh Trang đã viết rằng muốn bảo vệ em mà block em là không được rồi. Ngay sau đó thì nữ ca sĩ đã chụp lại màn hình chồng cũ bất ngờ gửi lại lời mời kết bạn cho cô và đăng tải lên story. Lần thứ N, quá thất vọng. Lời than thở của nữ ca sĩ lại một lần nữa khiến cho netizen thêm hoang mang lo lắng. Nhiều người còn khẳng định rằng sau những lời lẽ tốt đẹp mà cả hai từng dành cho nhau trên mạng xã hội là hàng loạt những drama được lặp lại nhiều lần. Tin tức thứ hai có trong ngày hôm nay, trước việc hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh quyết định là bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đã khiến cho nhiều phụ huynh có con em thuộc diện xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông không khỏi lo lắng về cơ hội tham gia xét tuyển vào các trường đại học tốt đầu. Theo đó thì để đảm bảo quyền lợi tham gia xét tuyển đại học của các thí sinh thuộc diện này, Bộ cũng đã đề nghị các trường đại học quốc gia tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho người có nguyện vọng. Đồng thời thì sẽ hướng dẫn các trường đại học khác dành tỷ lệ chỉ tiêu phù hợp để xét tuyển đặc cách bằng những phương thức khác nhau ngoài điểm của kỳ thi chung. Theo kế hoạch thì năm nay Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 2 kỳ thi đánh giá năng lực với khoảng 27.000 thí sinh. Tuy nhiên thì trong bối cảnh mới và trước đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đại học này đã dự kiến là sẽ tính toán phương án tạo điều kiện đăng ký dự thi bổ sung với các trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp. Và theo như tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính là giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 này sẽ là một trong các kênh để tạo điều kiện cho thí sinh đặc cách tham gia xét tuyển. Trung tâm sẽ đề xuất với ban giám đốc của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để thí sinh thuộc diện đặc cách nếu có nguyện vọng thì được tham gia thi đánh giá năng lực ở đợt 2. Ngoài hệ thống của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường đại học top đầu khác cho biết là sẽ dành chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp trên cả nước. Theo như Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, là Chủ tịch Hội đồng của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã cho biết, trường đã họp và quyết định là sẽ điều chỉnh lại đề án tuyển sinh cho phù hợp trong bối cảnh mới này. Phó trưởng phòng phụ trách đào tạo của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, trường đang dự kiến là sẽ dành tối đa khoảng 5% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển cho các thí sinh đặc cách tốt nghiệp và hiện tại thì đa số các trường vẫn đang chờ hướng dẫn của Bộ để có những giải pháp phù hợp nhất. Sau khi bị gọi tên trong drama của vị chủ tịch chia tay bạn gái vì không chịu được tính đồng đảnh của cô nàng, thì mới đây, Hải Tú, người được cho là trà xanh trong câu chuyện lại bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích. Cụ thể, trong ngày hôm nay 29 tháng 7, trên trang cá nhân của Hải Tú đã bất ngờ xuất hiện hàng loạt những bình luận công kích từ phía cư dân mạng với một lượng comment tăng vụt trong suốt một ngày vừa qua và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nhiều netizen thì đã bình luận rất gay gắt, thậm chí là còn khủng bố bức hình cuối cùng của Hải Tú đã đăng trên trang cá nhân sau ồn ào và tố cô đang tẩy trắng. Trong đó thì có cả những bình luận gay gắt mỉa mai và thậm chí là nhục mạ vô cùng phản cảm đang hướng về Hải Tú. Dù đã hơn 6 tháng kể từ khi mà Hải Tú gặp một scandal lớn nhất trong sự nghiệp của mình như vậy, nhưng mà tên cô thì vẫn khiến cho nhiều người nhớ mãi và thậm chí là dành sự quan tâm đặc biệt mỗi ngày. Trong khi mà lượt follow trên Instagram của Hải Tú ngày nào cũng giảm đi, nhưng mà lượng bình luận từ phía cư dân mạng ở tấm ảnh huyền thoại, tức là tấm ảnh cuối cùng, lại tăng lên theo từng ngày, thậm chí là từng phút và từng giây. Đến thời điểm hiện tại thì bức ảnh này đã cán mốc 92.000 bình luận sau khi một số lượng lớn netizen đã vào Instagram của Hải Tú để khủng bố và phá vỡ kỷ lục trước đây, thậm chí là đến cả Sơn Tùng MTP sở hữu khoảng 6,2 triệu lượt theo dõi đang đứng trong top đầu hiện nay trong Vbiz về phương diện mạng xã hội cũng chỉ có nhiều nhất khoảng 18.000 bình luận cho một tấm ảnh mà thôi.
Tin tức tiếp theo sẽ liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên cả nước ta trong ngày hôm nay 29 tháng 7. Bộ trưởng Y tế và 9 giám đốc bệnh viện lớn nhất Việt Nam vào thành phố Hồ Chí Minh để chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực. Nam thanh niên bỏ bạn gái ở công viên vì gặp công an. Theo đó thì trong buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay 29 tháng 7, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã cho biết, thành phố đang gồng mình và nỗ lực hết sức cho cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Cả đất nước thì đều quan tâm và hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế đang tiếp tục điều tất cả các lãnh đạo cục vụ có liên quan và giám đốc của các bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện chuyên khoa ở tuyến trung ương như là bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện K, bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh viện E, bệnh viện Lão Khoa và bệnh viện Hữu Nghị v.v. vào thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ chống dịch và đặc biệt là thiết lập hệ thống hồi sức tích cực. Bên cạnh đó thì Bộ Y tế cũng điều các bệnh viện hạng đặc biệt ở tuyến trung ương để thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tích cực tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể thì bệnh viện Việt Đức được giao thiết lập bệnh viện hồi sức tại quận Thủ Đức với quy mô là 500 giường, bệnh viện Bạch Mai thiết lập trung tâm hồi sức tích cực đặt tại bệnh viện Dã chiến số 16, quy mô 500 giường bệnh. Bệnh viện Trung ương Huế được giao nhiệm vụ thiết lập trung tâm hồi sức với quy mô 500 giường trên cơ sở của bệnh viện Dã chiến số 13. Như vậy là tổng số lượng giường hồi sức tích cực cho bệnh nhân nặng sẽ được tăng lên khoảng 3.000 giường. Ngoài ra thì giám đốc của các bệnh viện Phổi Trung ương, Lão Khoa Trung ương, bệnh viện E và bệnh viện K cũng được giao cho nhiệm vụ là sẵn sàng chung sức để thiết lập một trung tâm hồi sức tích cực khác khi cần thiết. Về tình hình tiêm vaccine thì Bộ Y tế cũng đã đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 và đồng ý cho thành phố áp dụng thí điểm mô hình triển khai phù hợp trong tình hình phòng và chống dịch của địa phương. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đồng ý cho thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm mô hình tiêm phù hợp với điều kiện và tình hình phòng chống dịch của địa phương. Mục tiêu là cuối tháng 8 sẽ có khoảng 70% dân số của thành phố trên 18 tuổi sẽ được tiêm mũi 1 của vaccine COVID-19. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh thì mới đây, một clip đã ghi lại cảnh lực lượng chức năng đang kiểm tra công tác phòng chống dịch của quận 4 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút về sự quan tâm và chú ý từ phía cộng đồng mạng. Trong đoạn clip này thì một cô gái trẻ đã mặc một chiếc váy màu xanh và bị lực lượng chức năng giữ lại vì vi phạm quy định giãn cách xã hội. Khi được lực lượng chức năng hỏi thì cô gái này cho biết mình và bạn trai quen nhau được 10 ngày nên đã hẹn nhau ra công viên để tâm sự. Tuy nhiên khi vừa thấy bóng công an thì chàng trai đã nhanh chân lái xe đi mất và để lại bạn gái của mình. Còn cô gái thì đã phải thuê lái xe công nghệ để mang chứng minh thư đến để trình báo với lực lượng chức năng. Sau một hồi giải thích thì lực lượng chức năng đã cho cô gái ra về. Được biết thì theo thống kê là từ ngày 9 tháng 7 cho đến ngày 23 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt tổng cộng 18 tỷ đồng về các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 và chủ yếu là do tập trung đông người. Về tình hình số ca nhiễm mới thì trong ngày hôm nay 29 tháng 7, trên địa bàn cả nước đã ghi nhận thêm tổng cộng 7.594 ca mắc mới, trong đó có 2.123 ca ngoài cộng đồng. Số ca mắc mới chủ yếu ghi nhận tại các tỉnh thành ở khu vực phía Nam như là Bình Dương, Long An, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là nơi ghi nhận được nhiều ca mắc mới nhất với tổng cộng 4.592 ca. Tin tức cuối cùng có trong ngày hôm nay, mới đây trên fanpage của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vừa có động thái đổi tên khiến cho nhiều người vô cùng lo lắng và thậm chí có người còn cho rằng cô Hồng Vân đã bị tước danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Theo đó thì trang fanpage chính chủ của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã đổi thành nghệ sĩ Hồng Vân thay vì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân như trước đó. Và động thái này thì ngay lập tức khiến cho mạng xã hội đang dậy sóng. Trong đó thì một số khán giả đã bày tỏ sự tò mò không biết vì nguyên nhân gì mà nữ nghệ sĩ lại đổi tên như vậy. Đặc biệt là sau khi mà nghệ sĩ Hồng Vân đã dính phải rất nhiều những lùm xùm. Liên lạc với phía quản lý của nữ nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã cho biết Facebook đang yêu cầu đổi tên khác ngoài nghệ sĩ nhân dân vì Facebook không cấp tích xanh cho nghệ sĩ nào có fanpage là nghệ sĩ nhân dân, do đó bên mình đã phải đổi tên. Ngoài ra thì vị quản lý này cũng chia sẻ thêm, ở thời điểm hiện tại thì bên mình đang tiến hành gộp và chuyển tích xanh từ trang cá nhân. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.